chiếc xe nhìn còn khác quá, từ về cái hình thức bên ngoài vào đến nội thất bên trong, xong là kể cả về máy và số nữa các bác nhá. Đấy, và xe thì không có lỗi gì cả. Đấy, tiền không cao mà các bác mua được xe này rồi. Đấy các bác nhá, bác nào mà mình đang quan tâm đến những mẫu xe gầm cao số tự động thì đây, mẫu này rất phù hợp, hợp lý cho mình để mình chạy đây. Mẫu xe mà siêu lành bền luôn các bạn, siêu lành bền và siêu tiết kiệm luôn. Mẫu xe đến hẳn từ hãng Toyota các bác nhá. Và đặc biệt thì nó lại là nhập khẩu. Đấy, xe Nhật mà lại được nhập khẩu thì các bác biết rồi, nó bao giờ cũng sẽ lành bền. Đấy, đúng không? Nó sẽ lành bền, nó sẽ chắc chắn. Đấy, và những dòng xe này thì phụ tùng đồ đạc có thể quá nhiều. Đấy, các bác nhìn này, em đang quay cho mình về cái hình thức nhá. Còn những cái các bác không nhìn thấy, các bác mình cứ nghe em tả cho em nhá. Cứ nghe em tả là mình sẽ nắm được tình hình về mọi thứ của xe thôi các bác nhá. Đây, phần đầu xe đây, đèn đóm xe nó rất là mới luôn, kể cả đèn gầm, nốp dày, na răng đúc có cả rồi. Đấy, sơn xi mượt mà bóng cả con các bác nhá. Củ máy củ số vẫn còn zin các bác nhá. Biển 88 bên Vĩnh Phúc sử dụng chiếc xe này. Bây giờ thì đã để lại cho em, và bây giờ em về em dọn dẹp sạch sẽ, em cộng lương em bán lại cho các bác đây. Đấy, em kiểm tra toàn bộ tình trạng và chất lượng của xe rồi. Bằng kinh nghiệm lâu năm của em thì em đã kiểm tra tình trạng chất lượng của xe rồi các bác nhá. Đấy, thì mình hoàn toàn yên tâm về chất của xe các bác nhá. Hoàn toàn là một chiếc xe không có lỗi lầm, là một chiếc xe cứng cỏi, một chiếc xe đẹp. Đấy, và giá tiền thì bên em cũng tính toán cân đối rồi, giá hợp lý các bác nhá. Mẫu xe giá rất hợp lý luôn. Đấy, thì các bác nào mà mình đang quan tâm đến dòng Toyota Fortuner thì đây, em có con xe này và vẫn còn thêm vài con nữa đang để trong kia các bác nhá. Đấy, đời 2008, 2009, 2010 đấy, có sẵn hàng cho mình luôn. Và những cái chiếc xe đời cao thì bây giờ bên em đang hết rồi, chuẩn bị về các bác nhá. Vâng, ok ạ. Đây các bác nhìn xem này, keo chỉ của xe là vẫn còn nguyên cả con luôn các bác nhá, không mất phần nào. Bốn tấm ni cánh cửa của xe rất là tươi tắn, sạch sẽ, đẹp mắt. Đây các bác nhìn này, đẹp chưa? Chỗ này được sơn vân gỗ luôn, các bác nhìn xem rất mới đúng không ạ? Đây, đồ nhựa, đồ da của xe nó không có hiện tượng bị cũ. Đấy, không cũ nhiều theo gian nhá. Tất nhiên là hơi cũ một chút xíu thôi. Một chiếc xe 2008 thì thế này là quá ok rồi đúng không ạ? Chiếc này thì là quá ok rồi đúng không các bác? Đây, các bác nhìn xem những cái khóa cửa nó còn rất là mới luôn này, các bác nhìn này. Ốc nhái chưa bị vặn vọ nhá. Một bộ ghế da của xe này vẫn còn đẹp nhá. Đấy. Và chiếc xe được thiết kế là số tự động 2 cầu các bác nhá. Cần vạch tay. Đấy, số tự động 2 cầu. Máy xăng 2.7 các bác nhá, 7 chỗ ngồi. Đấy, nhiên liệu của xe thì nó cũng loanh quanh tầm khoảng chục đến hơn chục lít trên 100 km đối với cái dòng xe Fortuner này. Đấy, chỗ này có cái chỗ cho mình đựng nước này. Đấy, chỗ cốp đồ này. Đấy, túi khí an toàn đây này. Và đã lên cho mình cái màn hình Android sẵn có rồi các bác nhá. Đấy, hai dàn điều hòa nhá, một dàn bật ở đây, vị trí ở trên đây các bác nhá, một dàn nữa bật công tắc ở dưới. Đấy, và thổi ở dưới các bác nhá. Đấy. Có khóa khiển nhá. Đây, khóa khiển cắm ở ổ khóa đây này các bác này. Đấy, vô lăng của xe đây, các bác nhìn xem, vô lăng của xe vẫn còn đẹp. Và có túi khí an toàn nằm ở giữa vô lăng đây các bác nhìn này. Ok chưa? Đấy, vô lăng của xe ok chưa? Đấy, rồi ạ. Trần của xe thì nó là trần nỉ được bọc ni lông ở bên ngoài nhá. Nỉ bên trong còn đẹp nguyên. Đấy. Còn đẹp nguyên, mới nguyên các bác nhá. Hình thức các bác cứ xem cho em hết clip trong vòng vài phút thôi, vài phút đồng hồ thôi thì mình có thể thấy được hình thức của xe là như thế nào các bác nhá. Hình thức của xe thì quá ok. Đấy. Nhìn không có chỗ nào xấu kém cả đúng không? Đây, các bác nhìn đi. Về là không cần phải sửa sang, không cần phải đầu tư dọn dẹp gì. Cứ thế đổ xăng là mình chạy thôi các bác nhá. Đấy, cần thiết các bác mình thay dầu thay mỡ đi cho nó yên tâm. Thế thôi các bạn. Đấy. Nội thất của dòng xe này thì nó rất là rộng rãi, thoải mái cho mình ngồi. Ngồi không bị kích, không bị gò bó, không bị vướng víu gì cả các bác nhá. Còn kèo xe thì vẫn còn zin. Xe bao lỗi cho mình, cam kết có bảo hành cho mình về lỗi xe các bác nhá. Đấy, có bảo hành cơ mà, cho nên là mình yên tâm về những chiếc xe bên em bán cho mình các bác nhá. Đấy, sai nhận xe có hoàn lại tiền cho mình hoặc là đổi xe khác. Đấy, đây, đèn đóm đây, đèn đóm rất mới luôn này. Có những mắt cảm biến chống va chạm phía sau này nha các bác nhá. Đấy, rồi camera lùi, lốp của xe được nằm ở dưới gầm. Đấy. Đây, đèn đóm rất mới luôn. Một cái màu sơn tương đối là lạ mắt, tương đối là độc đúng không ạ? Màu này nhìn nó rất là đẹp xe, em thấy là màu này rất là đẹp xe này. Cốp to đựng được nhiều đồ nhá, chở nhiều hàng này, để được nhiều đồ. Nếu mà mình ngồi đấy thì có thể là ngồi được 10 người là cái chuyện bình thường, bởi vì nó to rộng mà đúng không ạ? Trên đăng ký thì nó là 7 chỗ ngồi các bác nhá. Đây, những cái phần mép rồi
bản đề như phần vách cánh cửa, các bác có thể thấy là nó không có hiện tượng dấu hiệu gì là mục mọt cả đúng không ạ. 400 đi cánh cửa xe tươi tắn, sạch sẽ, đều mắt. Đấy, nhìn rất là đều mắt luôn đúng không ạ. Đây, đây, khóa cửa các kiểu này. Đây, các bác thấy thế nào? Các bác cảm nhận đến đây thì các bác mình đánh giá về chiếc xe này thế nào ạ? Các bác comment gì? Các bác có ý kiến gì thì mình hãy để lại phần phía bên dưới nhá. Dành tay nhấn cho em xin những cái lần like và những lần chia sẻ đi cô ơi. Em cảm ơn bác mình rất là nhiều. Đây là cái phần cánh cửa tiếp theo nữa mà em quay cho mình. Chỗ này bằng chất liệu da mà người ta bọc thêm nhá. Bình thường thì đây này các bác này, em bóc khẩn ra cho mình xem này. Đây. Ở bên trong nó là một chất liệu da rồi, một lớp da nữa rồi. Thế nhưng mà anh chủ xe này anh ấy bọc thêm một lớp da bên ngoài nữa, đây các bác nhìn này. Đấy, thì có thể là mình bóc ra nhá. Đấy. Kính đều chỉnh điện. Đây là tổng lưng hạ kính, đây là gương các bác nhá. Gương chỉnh điện. Đấy, vách cửa đây. Đồ nhựa của xe các bác nhìn xem nó còn đen xi như này các bác. Đấy, và những cái phần đồ nhựa phần cánh cửa đây các bác nhìn xem nó chưa bị bạc mòn nhá. Chưa bị mất cái lớp gai sần ở phần vai cánh cửa. Đấy, tem mác vẫn còn nguyên. Đấy, toàn bộ phần lòng vách đây các bác nhìn đi. Đấy. Rồi, vô lăng đây. Dòng này thì các bác mình cứ yên tâm về chất lượng nhá. Dòng nó siêu lạnh bền luôn. Siêu lạnh bền luôn. Nhìn rất là to, cao, rộng rãi, hầm hố đúng không ạ? Với cái tầm tiền mà các bác bỏ ra thì nó chỉ là hơn 200 triệu đồng. Các bác nhá. Đấy, thì thường thì bên em vẫn bán là hơn 200. Đấy, còn con này thì nó ở mức giá bao nhiêu thì các bác mình cứ alo gọi điện cho bên em nhá. Để bên em tính giá đẹp cho mình, mình dễ vào việc. Các bác nhá. Các bác yên tâm là giá hợp lý cho chiếc xe chất lượng như thế này các bác nhá. Liên hệ bên em sớm theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Địa chỉ bên em 90.2 Trường Chinh, đối diện với 225 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Đấy, kết nối Zalo. Kết nối như là mình nhắn tin này, mình kết bạn này và để mà cho nó nhanh gọn thì các bác mình cứ alo gọi điện cho nó nhanh gọn nha các bác. Bên em có ship xe toàn quốc, hỗ trợ làm sang tên đổi biển toàn quốc. Và bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ giá tốt nhất cho các bác nhá. Và bác nào muốn xem thêm, muốn tham khảo những chiếc xe, mặt hàng xe khác bên em thì nhấn đăng ký, nhấn theo dõi, nhấn follow để xem thêm nhá. Em cảm ơn mình rất là nhiều.